trước khi xào ạ thì bao giờ cũng review ha. Đây mình sẽ bút huyết lên này, cất con vét đi tạm thời là cất đã. Đấy, đây là một con lạc mộ dung, các bạn thấy ở trên màn hình máu là hơn 800 cao máu vừa mộ dung nhá, hơn 800 cao máu. Bá vương lệnh này thì 2, 4, 6 xa ba dòng máu và cái dòng skill đó là đặt 7-5 giây. Ok, long văn thì đương nhiên 80 rồi, còn khóa này rất cẩn thận nhé các bạn. Cái này là 206, 205. Một cái liên đẹp luyến. Ok, giáp này không phải thành giáp nhé, chứ không phải trùng giáp. Ok, huyền công làm tốc. À, cái này bót nội. Nói chung điểm nó không cao nhưng mà đều là thuộc hàng dòng, nó là dòng cái nhánh bót. Trùng triệu và trùng quy. Ở đây chúng ta có cái huyền 165 và 166. Ok, đi thuần huyền nhanh nhé. Đấy, ở đây một cái võ hồn là 425. Đấy, bạn này mà cần mua võ hồn thì liên hệ mình nhé, mình có võ hồn xịn hơn này, điểm thể lực là 840 mấy. Kỵ này, kỵ là Yên Vũ Thanh Hà. Cái dàn pet của bạn ý mới gọi là bá đạo nha anh em. Chúng ta thấy ở đây có một con bàn cổ 5k. Đấy, những con bàn cổ 5k này khi bạn mà muốn chuyển nhượng hoặc là mua ấy, thì bắt buộc phải làm thông tin nhé. Đấy, các bạn nào không biết làm thủ tục thì bây giờ mình làm thủ tục cho nhé. Ok rồi này, đây là một con kiếm long. Đấy, con băng yêu này là tư chất 2k6, hình như là ngộ tính nên nó được 3k6. Đây, con này là 3k6, con này cũng 3k6 này, đây con này cũng 3k6. Mỹ này 4k1 và hai con này 3k6 là bạn nhờ mình cầm hộ cái này. Tất cả đều là pet boss hết nha anh em. Ok rồi, con gì nữa ta, đây là full skill. Đấy, đủ sẵn hình người nha. Chúng ta khám phá trong kho mà có cái gì không, sao ra chứ sao ấy mà ở họ server bọn mình thấy bảo đánh nhau kinh lắm, thấy bảo đánh nhau ghê lắm, rất là nhiều độc cổ đấy các bạn nhé. Nhưng mà thời thế mà thế thời, bây giờ độc cổ thì làm gì đâu, giải quyết vấn đề gì đâu. Đúng ạ. Rồi, hỏa công. Ok, đây có một cái băng toàn mỹ là điểm khá cùi. Mình đọc cái này một trăm chưa, rất là nhiều độc cổ đây các bạn, tích chữ độc cổ ha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 này, à, chuẩn bị sẵn rồi. Ok, rồi. Cái thời trang này là hết hạn. Đấy, nha, thì mặc cái áo thời trang vào cho nó đẹp dài đi. Cô lâu này, lâu cô này, cái này giặt chắc là lâu cô lắm này. Rồi, cái giải bán này, bán báo này. Thì đấy là phần review. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái mục, nó là những cái gạch đầu dòng mà bạn ý đang thắc mắc nhé. Ok, thế thì mình vừa chia sẻ với các bạn đó là khi xào ạc ấy, mình sẽ cố gắng phân tích và giải quyết những cái thắc mắc mà các bạn đang gặp phải. Đối với những anh em nào mà đã có ắc, đã có ắc, cụ thể như trường hợp này, thì cái từ xào nó là từ chuẩn. Yeah. Ngoài ra nó có một cái nhánh nữa, đó là khi các bạn mà đang chuẩn bị làm ắc ấy, hoặc các bạn thậm chí là chưa có ắc ấy, thì cái lúc đó nó là nghiêng về cái phần đó là tư vấn. Để làm gì? Mình lấy đơn giản thôi, ví dụ như ấy, giả sử như là một cái phái A chẳng hạn, bạn chỉ cần đi đến khoảng cỡ 8 viên giảm kháng thôi, nhưng trong khi đó bạn không biết chơi, bạn không biết định hướng ấy, bạn làm đến 20 viên giảm kháng chẳng hạn, cái sơ sơ bạn đã tốn hơn mất 1 triệu rồi. Đấy, một ví dụ nhỏ thôi nhé. Thì đấy chính là cái lý do mình nó hay nói với các bạn ấy, đó là cùng một con ắc chỉ số tương tự nhau, đồ cũng na ná như nhau, nhưng một ông thì làm hết 20m, một ông làm hết 10m thôi. Đấy, thì cái ông 10m cái kia, nếu như mà các bạn cũng muốn như ông ấy thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của NTM. Đấy là trước khi làm mắc nhé, trước hoặc là đang chuẩn bị, là đang làm mắc
Còn xào này thì nó đúng nghĩa là các bạn đã quá rồi, đảo lại ngọc cho nó hiệu quả. Ok, rồi chúng ta bắt đầu này.